Gì anh Kiệt? Đang bắt cá. Bắt cá hả? Rồi đây có cá nhiều không Kiệt? Rồi đi kiếm coi có gì dưới này hả? Ơi, Bình kiếm không? Rồi chào Bình luôn nha. Rồi Bình vô ở cái bông rùa hả? Có con gì hả? Cua. Ơ cái sâu. Ơi. Ôi lượm một con cái sâu gì đó luôn hả? Có gì con cua hả? Rồi bỏ vô luôn, bỏ vô anh Kiệt luôn vô lên. Rồi vô cái đó luôn. Ôi quá trời con luôn. Con gì hả? Khủng long. Một con khủng long luôn. Ôi. Rồi con gì nữa không? Con gì Bình? Gì? Một con khỉ. Ôi, một con khỉ luôn. Dưới nước thì quá trời con luôn, con gì Kiệt? Con nhện với con cá heo. Con nhện, một con nhện luôn. Ôi, một con cá heo luôn, quá trời luôn. Ôi, con gì hả? Còn hơn một cạp kìa, bỏ qua danh Kiệt luôn. Nhìn lên. Có chuyện có cắn á. Ơi, lắm mấy luôn. Wow, đây cày có nhiều quá. Trời ơi. Ôi, con cái gì vậy? Con gì? Một con nhện luôn, ôi, bỏ vô luôn. À, trời luôn. Coi dưới đó có cái này không? Mở coi có gì, có cá dưới đó không? Wow, một con rùa luôn. Ôi, hỏi luôn. Rồi, dưới này à. Cái ao này quá trời cá luôn nha. Trời ơi. Chuột nè, còn dưới đây có chuột nữa hả? Ủa, quá trời con luôn. À, quá trời rùa luôn. Bỏ vô luôn, bỏ vô luôn, đem về luôn. Ôi, nó cá mà thật rùa quá trời luôn. Con gì Kiệt? Ai, ôi ơi, trời ơi, Bình làm gì Bình? Một con chuột nữa hả? Ôi. Ôi, có gì ngã dưới đó, có gì ngã dưới đó nha Bình. Ôi, Bình cho nguy hiểm quá. Ôi, có con gì nè. Wow, một con rùa nữa hả? Bỏ luôn chúng lên, mình lên con rùa này. Ôi, Bình đỏ xuống rồi, rồi là Bình lại đi. Ôi, cái xấu kia, ôi. Bạn Bình có lỗi hả? Ôi lụm luôn quá trời luôn. Rồi bỏ vô đây kìa con. Đúng rồi. Bỏ vô đó đi chúng mình rửa coi được nhiều con nha. Chứ xình quá trời luôn á. Mò coi dưới đây mò coi có gì không? Có một con rùa. Rồi một con rùa nữa hả? Rồi ấy luôn, ấy luôn. Rồi bỏ thùng luôn. Coi còn gì nữa không? Nhiều lắm, dưới này nhiều lắm. Quá trời con luôn á. Ấy. Một con chuột, bắt con chuột. Ôi, một con chuột. Bỏ luôn. À, cái rùa. Rồi bỏ vô luôn, bỏ vô đó luôn con. Rồi ơi, bỏ vô thùng luôn. Ờ ơi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ai, ai giờ làm lại nha. Ơi. Rồi bỏ cái sấu này đi con. Bỏ cái này chút nó đem về mình nấu ăn luôn nè. Còn con nào nó kẹt mò cái con gì? Đây, một con chuột nè. Rồi bỏ lên luôn. Đây. Còn gì nữa không? Có cái này không? Mò coi. Ôi. Con ốc không? Ờ, ốc nè. Ôi. Ôi, ốc quá trời luôn. Bỏ vô luôn. Một con chuột cái nang. Chẳng lỡ. Tại biết rồi, còn con nào nữa không? Ơi, con ếch kìa. Ơi, ếch rồi Kiệt. Đâu rồi? Ơi, đây, 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 đây. Phải không? Ủa, đâu rồi ta? Có chưa? Coi, Bin coi hơn ếch nằm đâu Bin? Đâu rồi? Rồi ốc, trời ơi, ốc nữa hả? Rồi dưới ốc quá trời luôn, ốc rùa là quá trời luôn nha. Nó không kêu nữa rồi. Mình tỉnh rồi con. Chết rồi con. Rồi, Bình trèo dưới luôn hả Bình? Trèo xuống mỏ luôn. Chừng... Giờ chặn lại đi. Chặn lại tát nước qua đi kìa. Rồi giờ mình chặn lại tát nước qua đi. Ốc này Kiệt, ốc nè. Hồi ốc nè. Hồi dưới ốc nhiều Kiệt ơi. Bạn Bên mời, bạn Bên. Ai mời à? Ở cái trong nè. Con gì vậy? Con gì Kiệt ơi? Ở dưới có một con heo đó kìa. Lượm lên luôn. Rồi bỏ vô luôn, bỏ vô thùng luôn. Bỏ vô thùng nè. Rồi ta có gì nữa không? Ơ có con gì? Con gì vậy? Ai một con tôm nó kìa, bỏ con tôm vô luôn. Ôi. Ốc nè kìa, ốc nè, ốc nè. Wow. Ốc nè, bỏ vô luôn. Ốc đâu? Ê, ốc nữa nè, quá trời ốc luôn. Ốc kìa. Trời quá trời luôn nè, bỏ ốc vô luôn kìa. Ốc kìa. Bạn Bên quá chạy, bạn Bên ơi. Rồi hết rồi kìa ơi, thôi mình đi về đi. Rồi ốc nè. Cái gì vậy? Rồi hết rồi. Rồi lên về đi con, rồi lên.
Ơi hết rồi, thôi giờ nó về nha. Bây giờ mình rửa mấy con mình đây mình đi bắt được nhiều con nha. Rồi, coi giờ mình rửa coi quá trời con luôn này luôn nè. Giờ mình rửa có được nhiêu con nha. Đây một cá sấu nè. Ơi bỏ rửa luôn con. Bỏ rửa đem về nhà luôn. Cá sấu bỏ rửa giờ mình rửa cái này bỏ rửa bỏ đem nhà nha. Rồi. Một cá sấu, một con nhện. Một con nhện tơ. Ai đùa à? Ai lụm rùa lên nó trốn đi đâu hả? À, đem rùa về nhanh lên. Một con cua. Một con cua nữa nè. Một con cá heo. Wow, này quá trời luôn cá heo chứ một quá trời con luôn. Một con tôm. Đâu con tôm đâu? Đây một con tôm nha. Rồi ốc quá trời luôn. Một con khỉ. Đây. Và mấy con rùa, ba con rùa con. Nhiều ba con rùa con luôn. Mẹ. Đâu rùa mẹ đây ba coi coi. Trời ơi, em một rùa mẹ nữa hả? Bắt được. Quá trời quá trời luôn. Ba trăm ngày. Ôi ốc nữa hả? Ôi bỏ con lấy luôn. Thêm một con chuột nữa. Và ba con rùa tiếp. Quá wow, rùa con quá trời luôn. Heo trong nước trời. Đâu heo đâu? Heo có con chân nó cắn nó mình biết. Ê một con heo màu hồng nha. Rồi một con bồ cạp nè. Quá trời ốc rùa. Ê. Ôi trong nước trời. Và con heo và con ốc nữa hả? Quá trời ốc luôn. Đâu được còn nữa không? Hết rồi. Ơi, để coi còn con này nữa không? Còn pin. Rồi cũng rùa nè. Ơi, quá trời luôn còn gì nữa không? Rồi hết rồi, rồi giờ đi về nha. Thôi đi, cầm sách đi về kìa coi. Rồi bây giờ hết nha bạn. Hẹn các bạn bây giờ làm sao nha. Bye đi, bye đi Pin ơi. Bye.